OK, một gì cần nhé. Không biết là vừa rồi thứ bảy chủ nhật và vừa rồi các bạn đã làm đề thi thử này chưa nhỉ? Thì hiện tại Dũng Odi đang triển khai chiến dịch thi thử JBT Online miễn phí mọi người nhé. Và những đề thi thì sẽ bám sát với thi thật tới 95% và có kết quả ngay sau khi đi thi. Hay, đồng thời là cũng sẽ có một số tính năng mới, mới nhất rất là xịn sò đã được đưa vào các buổi thi thử này. Thứ nhất đó là sẽ có bảng xếp hạng cho mọi người ở tất cả các cấp độ từ N5 tới N1 và ở đây là top 100. Đó không biết là trong những bảng xếp hạng này ở các cấp độ N5, N1 này thì có bạn nào được ghi tên mình trong đó chưa? Tiếp theo là có sơ đồ đánh giá năng lực, tức là sau khi mọi người thi xong thì sẽ có biết tổng điểm của mình được bao nhiêu điểm này. Sau đó là sẽ nhìn vào cái biểu đồ này gọi là hình mạng nhện ạ, mình sẽ biết là với các phần những kỹ năng ví dụ như là từ vựng chữ hán đọc hiểu vân vân thì mình đặt con số là bao nhiêu điểm này hay là cái mạng nhện của mình có đẹp hay không mạng nhện càng đẹp thì chứng tỏ là điểm của mình càng cao mọi người nhé tiếp theo đó chính là các bạn được xem lại đáp án ngay sau khi chúng ta bấm nộp bài thi. thì không chỉ là khi mà mình thi xong các bạn biết là số điểm của mình được bao nhiêu là là được rồi đúng không? mà mình cần phải xem lại bài mình một lần nữa. nếu mà câu nào đúng rồi thì rất là tốt đúng không? chứng tỏ là mình đã nhớ được cái kiến thức đấy rồi. nhưng ngoài ra nếu có câu nào mà mình đang làm sai, thì các bạn chậm lại một nhịp các bạn xem cái phần giải thích bên dưới ấy, để xem là mình có hiểu được hay không, lý do tại sao mình sai để lỡ khi đi thi thật đúng không? Có và những cái câu đó hoặc tương tự như vậy thì mình cũng không mắc cái lỗi sai đấy nữa. Cái thứ tư là có theo dõi kết quả so sánh qua từng đợt thi thì tổng cộng là có 5 đợt. Đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ xem là năm cái đợt thi này, điểm số của mình đang tăng lên hay là đang giảm xuống thì mình còn kịp thời cải thiện cái kỹ năng nào mình đang yếu để khi đi thi thật mình cũng không còn lo lắng mình không còn sợ nữa. Ýですか? và vừa rồi thì uh, cuối tuần trước dưỡng modi đã triển khai kỳ thi thử đợt 1 rất là thành công với rất là nhiều bạn uh, mấy nghìn bạn tham gia ở tất cả các cấp độ cơ thì mong là những cái đợt sau lần 2 cho tới lần 5 này được uh, trải dài xuyên suốt từ các cuối tuần đúng không từ nay cho đến trước khi đi thi thật mọi người nhé với lịch trình giờ giấc cụ thể như thế này thì mọi người sẽ tranh thủ tham gia và làm những đề thi thật À, làm những đề thi thực <laughs> rồi và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tới series livestream 8 tuần đếm ngược Vậy là mình đã đi được 1 phần 2 chặng đường đấy mọi người Bây giờ chỉ còn 4 tuần nữa thôi Còn 1 tháng nữa thôi là chúng ta đã đến kỳ thi thật rồi Hai, Idescat Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chữa với nhau phần chữ Hán từ vựng và ngữ pháp của cấp độ sơ cấp N5 và N4 Ở đây có bạn nào đang học hai cấp độ này thì nhớ thả tim thả like nhé và cùng nhau xem đến cuối livestream để cùng nhau ôn lại kiến thức ạ. hãy kêu bạn. Hạnh Kim về tài trợ. Mọi người có nghe rõ và nhìn rõ không nhỉ? Chúng ta cùng bắt đầu làm bài nhá. Và với những câu dưới đây thì mọi người hãy comment theo cú pháp thứ nhất là lựa chọn đáp án nào. Ví dụ như là một, mọi người chọn một chẳng hạn. Sau đó thì ý nghĩa của cái đáp án đấy là gì và cuối cùng là dịch câu ví dụ bên trên mọi người nhé. Hãy ganbarimasho, mọi người nắm được cú pháp chưa? Chúng ta hãy cùng tích cực comment thật là nhiều để vừa học, để vừa học và vừa ôn lại kiến thức nhá Ok, câu số 1. yingo to suba no nani nani ni hosoi michi ga arimasu. Hai minasan. Nan Năm desu ka? yingo to suba no nani nani ni hosoi michi ga arimasu. Hajime masho hay vũ phượng sàng Ok Rồi chúng ta nhìn được câu số 1 chưa Bạn Tuấn Còi chọn hai Ai đã Tiếp theo nào Các bạn khác Nguyễn Miki chọn hai Ok Sugi Trần Hiền sang chọn hai Arigato Phát Nguyễn câu 1 là giữa ạ Hai Vũ Phượng 1, 2 Ok nào những bạn đã chọn được hai rồi mọi người dịch từ ai đà ra là gì và phương án dịch câu ví dụ bên trên nữa mọi người nhé. Đồng thời chúng ta cùng nhau ôn lại từ vựng, chữ Hán cũng như là ngữ pháp có trong câu ví dụ đó luôn. Cũng là toàn những kiến thức N5 và N4 thôi ạ. À. Ok đấy Khởi động bằng một câu rất là dễ thôi đúng không? Là ai đà nhĩ. Về chữ Hán thì đây là chữ ra mọi người gặp rất là nhiều trong những chữ Hán của N5 rồi đúng không? Ờ, âm cư nó được đọc là ai đà và mang ý nghĩa là ở giữa. Cái này thì mình sẽ thường có A đúng không? A to B no ai đã nhị Tức là gì mọi người nhỉ? Có ai dịch được câu ví dụ này chưa? Comment xuống cho mình biết với nhá Hãy, Các bạn dịch câu ví dụ nào Không hề khó đúng không? Cũng không có từ mới gì quá cao siêu cả Hãy, Chúng ta sẽ có 3 thành phần như sau Ở đây thì mình đó là một vị trí đúng không? Đó là ở giữa cái gì nhỉ? A chính là Ginkgo Ở giữa ngân hàng và siêu thị Thì Adimas có đúng không? Thể sự tồn tại là có một con đường hồ sôi Con đường hẹp đúng không? Con đường nhỏ thôi Y cá mọi người nắm được ý nghĩa của câu trên chưa nhỉ? Hay I ok rồi, đáp án số 4, tonadi. Tonadi cũng là một từ vựng mà các bạn học rất là nhiều. Tonadi là gì mọi người nhỉ? Rồi, tonadi thì sẽ có nghĩa là bên cạnh, đúng không? Bên cạnh à, Đáp án số 1 và số 3 thì sẽ bị sai nhé Người ta cố tình lừa mình ở những cái uh, âm ngắt thôi Ví dụ như là tạ sai này, hay là đô bị sai này Đấy, cho nên là khi đi thi mình cần tỉnh táo nhé Mình nhìn kỹ một chút xem là trường âm này, âm ngắt và cũng như là biến âm Đó, thì là sự thay đổi giữa những đáp án ạ Câu số 1, ok Câu số 2, tiếp tục cũng là một câu dễ mọi người nhé 山田さんはいつも何々です。山田さんはいつも何々です。もう定義いいな。一番、優しい。三番、寂しい。忙しい。皆さんは何番ですかはい。はい。はい。はい。はい。ははい。ははい。はい。ははい。ははい。はい。ははい。ははい。ははい。ははい。ははい。ははい。ははい。ははい。ははい。ははい。ははい。ははい。ははい。ははい。ははい。ははい。ははい。 Nhật tính 4 hay Nguyễn Khánh 4 là bận Đúng rồi, mọi người comment cả ý nghĩa luôn nhé Vũ Phượng là 4 hay Phát Nguyễn chọn 4 hay Chính xác rồi Tính từ này được đọc là Isogashi Thể hiện sự bận rộn, đúng không? Anh Yamada thì lúc nào cũng bận rộn là sao mà kiểu Isogashi desu ka? Hay 1 bằng Yasashi Yasashi là gì nhỉ? Ok, rồi Yasashi thì có nghĩa là đơn giản Đúng không? Đơn giản, dễ dàng tiếp theo kanashi kanashi và sabishi là hai cái từ vựng mà rất nhiều bạn học viên thắc mắc kanashi thì mình sẽ hiểu về cái tâm trạng cảm xúc trong trái tim của mình ý. thì mình hay dịch là buồn ví dụ như là mình uh, rớt kỳ thi này hay là uh, điện thoại máy tính của mình bị hỏng này thì lúc đấy mình tâm trạng đúng không mình cảm thấy rất là kanashi rất là buồn thế còn sabishi thì sẽ nghiêng về cái cái cô đơn ấy ví dụ mình thất tình này mình vừa chia tay người yêu này đúng không hay là các bạn sang nhật sinh sống và làm việc có một mình mình thôi thế cho mình lúc nào cũng cảm thấy là Sabichi, cô đơn mọi người hiểu được và cũng phân biệt được những cái tính từ còn lại chưa nhỉ hãy hiền lành dễ đúng rồi lý trần sàng bùi tiến dũng và sashi là hiền lành phan nguyễn dễ tính à, bùi tiến dũng Tanashi đúng không dịch là buồn rất tốt ạ Ừ, đúng rồi, Yasashi sẽ có hai nghĩa tùy vào từng hoàn cảnh của câu và chữ hán đúng rồi ạ nếu mà là chữ uh, yasashi đây sẽ, sẽ, uh, sẽ viết cho các bạn dễ hình dung hơn nhé nếu mà là chữ này này rồi các bạn biết hai chữ yasashi chữ hán khác nhau thì cũng comment lên nhé yasashi hay đầu tiên là chữ này Đấy, chữ này thì sẽ có nghĩa là đơn giản dễ dàng nhưng ngược lại nếu mà nó là chữ ưu sẽ hơi khó hơn một tí. Đây, thì nó sẽ có nghĩa là hiền lành, nói về tính cách của con người, những người dịu dàng, hiền lành. Mọi người nhé. Ok, chính xác rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Khánh sao. Tiếp tục chúng ta sang câu số 3, sang bảng. Kono mise wa gozen ji ni akimasu. Kono mise wa gozen ji ni akimasu. Nam bằng desu ka? Hay, câu 3 thì đòi hỏi mọi người cần phải tìm một chữ Hán đúng không? Có cách đọc là Gozen Về ý nghĩa thì không có vấn đề gì nhỉ Chúng ta đã học ở từ vựng những bài đầu tiên thôi Về 4 bài năm thôi khi học về giờ giấc ấy Mọi người được học rồi Còn về chữ Hán thì không biết mọi người có để ý Và biết được chữ Hán của nó không? Bạn Tiến Dũng là chọn 4 Câu 3 4 Nguyễn Khánh chọn 1 Tuấn Còi chọn 3 ba bạn đầu tiên comment với bán hoàn toàn khác. Các bạn khác nào? Hoàng Minh Long chọn 1. Nguyễn Khánh chọn 3. Hay có thêm hai bạn nữa về hai phe nữa. Bạn Nguyễn Miki chọn 3, 1 và 3 giống nhau. Không giống nhau đâu, mọi người nhìn kỹ nhá. Đấy, đi thi người ta cũng lừa như thế này này. Ok, chúng ta check về đáp án trước thì Guzen sẽ có đáp án là 3. Có một bạn nói là 1 và 3 giống nhau mọi người thấy không ạ? Cùng Chữ này là chữ ngọ Còn chữ này là chữ ngưu Ngưu là trong từ ư, chị Là con bò ấy Thì cái nét dọc này nó sẽ dài lên Mọi người thấy sự khác biệt chưa? <laughs> Tưởng giống nhau nhưng không hề giống nhau một tí nào nha Thế cho nên số 1 sẽ bị sai này Còn số 4 cũng có chữ ngọ Cũng đọc là gỗ Nhưng mà đây là chữ hậu nên mình sẽ đọc là gô gộ Đúng không? Gô gộ Gô là giờ buổi sáng AM Còn gô gộ giờ buổi chiều là BM Mọi người phân biệt rồi đúng không? À, còn chữ số 2 cũng vậy ạ, à. số 1 và số 2 sẽ không tồn tại chữ Hán này bởi vì nó viết sai, đúng không? Không có liên quan gì đến con bò ở đây hết. Nên là không dùng được bộ ngưu này đâu nhá Vũ Thị Nga chọn ba, bé bự ba Vũ Phượng 3. Ok rất là tốt. Rồi và cũng có rất là nhiều bạn đã dịch được câu ví dụ bên trên rồi. Konomi sewa có nghĩa là cửa hàng này, đúng không? Và buổi sáng, Juji ni lúc 10 giờ họ sẽ Akimas sẽ mở cửa. Hai すずきさん、いもとんの妹は小学生です。生です小、ね、学生の漢字は、何番ですか、皆さん。ぜひ、コメントしてください。そうですね、どうも、そうです。<weit play scholars> Nét chữ Hán đầu tiên của số 1 và số 3 khác nhau bởi vì Hán Việt của nó là chữ Ngư và chữ Ngọ thì không thể nào mà giống nhau được đúng không nào? Bạn Khánh chọn 4 là 3. Hay. À, nếu mà xét về ý nghĩa thì chắc là mọi người không có vấn đề gì đúng không? Nhưng mà chủ yếu là người ta muốn hỏi mình về câu đố chữ Hán về Kanji á, thế cho nên mọi người cần phải tinh mắt nhá, nhìn xem là sự khác biệt giữa những đáp án nằm ở đâu có thể là một cái bộ thủ rất là nhỏ thôi hoặc là một nét thừa thiếu gì đó thôi nhưng đã tạo nên những cái nét nghĩa khác nhau rồi. Đấy chữ Hán thì hay có những cái câu hỏi uh, mẹo những cái hỏi đặc biệt như thế mọi người nhá. Bạn Thương chọn 4, Hoàng Minh Long 3, Nguyễn Mạnh Vân 3, Nguyễn Khánh 4, Bắc 4, Hoàng Phạm 4, Tuấn Còi 4, Bùi Tiến Dũng 4, Phạm Hòa 4, Vũ Thị Nga 4. Ok. Rồi câu này thì rất nhiều phương án đúng đã được đưa ra, chính xác là câu 4 mọi người nhá. Yông bằng. Mọi người biết từ shogakuse là gì nhỉ? Em gái của Suzuki là học sinh cấp 2 Cấp 2 thì không đúng rồi Tiến Dũng Sàng ơi Nhìn lại nhá, chữ show chỉ là chữ gì thôi Chữ tiểu, phải không nhở Nếu mà học sinh cấp 2 tức là trung học ấy Đúng không, mình sẽ là chữ trung nhá Còn đây là chữ tiểu này Thế cho nên đây là cấp 1 ạ à, Là những bạn học sinh tiểu học Đúng rồi, Nguyễn Khánh Dịch đúng rồi nhá Em gái của anh Suzuki là học sinh tiểu học Đó, có chữ tiểu này, có chữ học này Và chữ sinh này, mọi người nhìn thấy chưa trường tiểu học à nếu trường tiểu học thì thay chữ c này bằng chữ cô nhé tức là shogako thì sẽ là trường tiểu học được ạ à. tuấn còi học sinh tiểu học đúng rồi à, cả bốn đáp án thì đều kết thúc bằng chữ c là chữ sinh rồi, ok rồi đúng không nên chúng ta sẽ phân biệt các cái chữ ở đằng trước ví dụ như số 2 và số 4 giống nhau bởi đều có chữ tiểu tiểu là trong từ chi sai là nhỏ ideska còn số 4 đúng mà số 2 sai là lý do số 2 đang có từ này. Đây là chữ vũ, vũ trong vũ trụ ở chịu cho nên không liên quan gì đến học sinh cả, trường học cả, đúng không? con số 1 và số 3 thật ra lúc nãy cũng có một số bạn chọn ba đấy. Cho mọi người bị nhìn nhầm cái chữ này này, chữ này là thiểu mọi người ạ, à? thiểu trong dân tộc thiểu số. Đó à, thì thiểu có nghĩa là ít chứ không phải là tiểu là nhỏ, đúng không? Đây là tiểu này, đây là thiểu này, mọi người cố gắng phân biệt nhá để khi đi thi thật lỡ mình có gặp cái từ này thì không có không có bị nhầm nữa. Ok, đi tiếp câu số 5. 今日は何々が混んでいました。今日は何々がんでいましたはみなさん、何番ですか ?1 一番は宿堂、2番食堂、3番食堂、4番宿堂。来はもご祝いで、ちゅんうん。ちは các bạn phải tỉnh táo nhá, đừng để bị lừa nữa nhá. Đến câu số 5 rồi là là biết cái mánh khóe cái mẹo mà của người ra đề rồi đúng không? Bùi Tiến Dũng năm là 2, Bắp là 2, Shokudo ở Phạm Hòa 2, Nguyễn Trương 2, Mạnh Vân 2, Tuấn Còi 2, Phạm Hòa 2, nhưng chưa bạn nào dịch ra cả. Minh Long 2, nào dịch thử đi mọi người. Dịch chỉ là phương án thôi, mọi người cứ thoải mái dịch cái cái câu ví dụ đi. Phương Nhung 2, Thanh Hoa 2, Phạm Hòa 2. Hai. Kyo ngày hôm nay đúng không? Shokudo độ ni bang desu yo. Hai. Nhà ăn thì đã rất là đông, đúng không? Nhà ăn mình đọc là cư độ Rất là tốt vì câu này không có bạn nào chọn phương án khác nhỉ. Các bạn đều rất là nhanh chóng chọn ra được phương án số 2 rồi. cư độ Còn lại ba đáp án kia cũng không có nghĩa không có tồn tại đâu mọi người nhé. Ok, đi tiếp câu số 6. Đúng cứ bằng. Kanojo wa nani, nani na, hito desu Một câu ví dụ rất là ngắn nhá Và mọi người có đọc được chữ Hán này không? Kanojo wa nani, nani na, hito desu Cô ấy là một người chấm 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 Hai bà Tiến Dũng lúc nào cũng nhanh nhất này 6 chọn 4 Shichirena Tuấn Còi 4 Nguyễn Trương 4 Trần Thị Thùy 4 Hay. Nguyễn Bảo Ngọc 4 Văn Hợp 4 Nguyễn Mạnh Vân 3 Có một phương án khác đó là 3 Shinsetsu Hoàng Minh Long 4 Vũ Thị Thanh Hoa 4 2 Vũ Phượng 4 Mọi người ơi, mọi người dịch câu ví dụ nào? Ý nghĩa của từ số 4 mà mọi người đang chọn là gì? Cô ấy là một người rất đẹp gái <laughs> Thần Hoàng Nguyên sao? Ờ, Phạm Hòa 4 Cô ấy là người lịch sự phải không ạ? À? Ừ. Phương Cao Thi 4 Thanh Thảo 4 Ok, chính xác Chữ hán này được đọc là Sitsure là chữ thất và chữ lễ Một người mà thất lễ thì chúng ta hay gọi là bất lịch sự Đúng không? Những người bất lịch sự ạ Những người vô ý Ừ, uhm, Bùi Tiến Dũng bạn gái là lễ phép à? Câu này có phải lễ phép không? Chitsure Chitsure la na hito Đúng rồi là thất lễ mọi người Là người bất lịch sự nhá Cô ấy là người thất lễ chính xác Ok, okay. chi bằng shinpai Shinpai đây là gì mọi người nhỉ? Lo lắng, đúng không? Từ số 2, shizuka na cả là yên tĩnh, một người yên tĩnh tức là những người này họ ít nói, họ trầm tính ý mọi người. Còn từ số 3, Shinsetsu là thân thiện, tốt bụng. Đúng nhỉ? Nếu mà ghép lên nói về tính cách của con người cũng ok thôi Nhưng mà ở câu hỏi này đang muốn hỏi về cách đọc của chữ Hán đúng không? Nên là chốt lại mình vẫn phải chọn số 4 ạ Rồi chúng ta đi tiếp ạ Số 7 Nana bảng Watashi no ie wa eki kara aruite 5 desu Watashi no wa 駅から歩いて5分です. Ừ, ok. Bây giờ tiếp tục là một câu hỏi ngược lại từ hiragana chuyển sang chữ Hán tương ứng. Ở đây có hai chữ Hán là 1 và 2 giống nhau, 3 và 4 giống nhau, nhưng các bạn cũng để ý về về cách chia nhé. Aduite. Thật ra câu này cũng là một câu cho điểm không ấy mọi người. Cho không đúng không? Bùi Tiến Dũng chọn 4, Văn Hợp 4, Mạnh Vân 4, Thành Ta Tu 4, à, uh, Nguyễn Minh Long 4, Nguyễn Khánh 4, 2. À có bạn chọn 2 à? Khánh Sàng chọn 2 à? 72, Tuấn Còi 4, Thanh Hoa 4. 2 là không thể nào đúng không? Đây này, ở đây người ta chia T và giấy đáp án lại là D chứng tỏ là là không được rồi. Bảo câu này cho không là lý do như vậy đấy mọi người, nhìn hình thức là cũng đã loại trừ đáp án được luôn. Trần Hạo Diên chọn 4, Vũ Phượng 4, Trường Anh 4, Vũ Thị Nga 4. Rất tốt ạ. À. Đáp án chính xác là yông bằng là số 4. Chữ này là chữ bộ trong từ đi bộ, à đưa cự ấy. Để chưa? Vậy là dịch lên ví dụ trên cũng không quá khó đúng không? Từ nhà ga tới nhà tôi, đi bộ thì mất 5 phút. Đúng nhá Mất 5 phút. Đi bộ từ nhà tôi đến ga mất 5 phút chính xác. Che đi trang 4 hay Phạm Hòa 4, Hoàng Phạm 4, Hoàng Ngọc Mai 4. Ok, rất là tốt. À, vừa rồi chúng ta vừa nói là câu này cho không ấy bởi vì là cái chữ IT đã cho mọi người ấy, Cho nên là cái D bị sai này Cái số 1 và số 3 có mỗi cái chữ T thôi Nó cũng sai Còn nếu mà đều hiểu kỹ ra nhá Thì số 1 và số 2 đây là chữ tẩu Tẩu thoát, có nghĩa là chạy đúng không Nên cách đọc chữ Hán của nó phải là Hà si được Hà si được, hà tệ Tức là âm chữ nhỏ cơ Hà tệ, đúng không May quá không bạn nào bị nhầm một với cả hai đúng không Rất tốt Tiếp tục câu số 8 nào. Kino no hoso o mimashita ka? Kino no hoso o mimashita ka? Hai, chúng ta cùng chuyển sang câu số 8 nhé. Câu hỏi đúng không? Bạn đã xem chấm chấm hôm qua chưa? Thì bây giờ xem cái gì được nhỉ? gì N4 cho nên là mức độ khó cũng tăng dần rồi đúng không? Mọi người đã từng học chữ Hán này chưa ạ? À? Hoso Bùi Tiến Dũng 8 là 2, hay. Nguyễn Khánh 2, ok. Tuấn Còi 4, ừ. 2 và 4 à. ok. Phạm Hòa cũng chọn 4, rồi bây giờ đang có hai trường phái là 2 và 4 mọi người nhá Năm bằng thì Scamina giảng 2 hay 4 đây, 50-50 nhỉ? Không quá là nghiêng về đáp án nào, Trần Linh chọn 2, phương Hà chính xác là 2 mọi người nhé, đan trường lại chọn 4. 2 ạ, à. đây là chữ phóng, đúng không? Hô, xô hồ sô là những cái chương trình mà được chiếu trên tivi có thể là như sự thời sự này hay là anime dorama vân vân nói chung là những cái chương trình tivi ấy thì câu hỏi này đơn giản thôi là bạn đã xem chương trình ngày hôm qua chưa còn lại những bạn chọn 4 chắc là mọi người đang bị nhầm cái cách đọc này, đúng không? Chính xác thì đây là chữ phương, nó cũng có cách đọc là hô, ví dụ như là hô cô này, hoặc là hu hu, phương pháp vân vân Nhưng để ghép với chữ xô so, ở đằng sau thì nó sẽ không có nghĩa nhé Và đấy cũng là lý do vì sao mà số 1 và số 3 bị sai ạ. Bởi vì người ta đang cố tình lấy âm ôn của chữ hai chữ hô này và lấy âm ôn của hai chữ xô so này, chữ xô so này và chữ xô so này. Đúng không? Ghép lại với nhau. Để cho mọi người dễ bị nhầm lẫn ấy. và công nhận là mọi người cũng đã bị lừa thật đúng không? Là nếu mà hôm nay chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta chữa kỹ như thế này rồi thì mong là các bạn sẽ không bị đánh lừa nữa nhé anh Tú chọn 2, rượu Diệu 2. Bạn đã xem tin tức hôm qua chưa? Tôi đã xem bản phát sóng ngày hôm qua. Ừ, rồi chúng ta có thể dịch là những cái chương trình TV, những cái bản phát sóng ở trên TV được gọi tắt, gọi chung là từ này. Hồ sổ. Câu số 9 nào, Q bạn. Sono naifu de ringo o nani nani kudasai. Sono naifu de ringo o nani nani kudasai. Từ vựng N5 nào một từ vựng N5. Ở đây thì họ đã chia sẵn sang thể T cho mình rồi đúng không? Là VT Kura một câu ra lệnh đúng không? Hãy chấm 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 quả táo này bằng con dao. Đúng không? Đây là chỉ cách thức phương tiện là bằng dao này. Động từ này tác động đến quả táo. Phương Nhung chọn 3, kít tệ. Bạn Huy Thông chọn 3, 2. Kẻ thua cuộc chọn 3. Thiên Long chọn 3, ok. Nhiều phương án hơn nữa nào, bạn Cường Nguyễn chọn 3. Ừ. Cô ba họ đào chọn 3 có rất nhiều cái tên mới và hay ngày hôm nay ạ. Các bạn tích cực comment hơn nữa nhé và tham gia nhiều livestream hơn nữa nhé. Vũ Thị Thanh Hoa chọn 3, Dương Thảo 3, Nhóc Vô Tâm 3, Đan Trường 3. Thêm một hai bạn nữa nào, Trường Anh 3, Trần Linh 3. Ok, Cherry Chang Ba Đúng rồi, vậy câu này là không ai bị lừa nữa đúng không? Rất là dễ thôi Bởi vì động từ ki đựng, từ gốc của nó là từ cắt mà Đúng không? Nên mình sẽ dịch là hãy cắt, hãy bổ quả táo này bằng con dao kia Ba đúng rồi, nó rất tự tin đúng không? Chứng minh rất nhiều ba mà cắt đúng rồi Hãy cắt táo bằng con dao, chính xác từ shimete là lấy của từ shimemas, shimeru, đúng không? Là đóng trong đóng cửa này. Okiru, okite thì có nghĩa là thức dậy. Và cuối cùng, skemas, tệ có nghĩa là bật. Ví dụ như là uh, bật đèn, bật điều hòa, bật tivi Đúng không? Nên không thể nào đi được với quả táo Nên chúng ta loại luôn Hãy câu số 10 nhá Câu số 10 cũng là một câu dễ từ vựng của nửa năm Nani nani ga totemo omoi desu để làm được câu này thì chúng ta cần phải hiểu ô môi là gì, đúng không? Để biết là cái tính chất mà chúng ta đang cần chọn. Bạn Ngọc Quy chọn 3, Phương Nhung 13, Nimotsu, kẻ thua cuộc 3, Phương Thảo 3, Dương Thảo Disney. Dương Thảo 3, Nguyễn Khánh 3, Nhi Một Sự, Thiên Long 3, 2, Cường Nguyễn 3, 2. Thêm nào các bạn ơi, Jin Jin 3, rồi. Vũ Phượng 3, 2. Các bạn khác thì sao? Mọi người có đồng tình với phương án 3 không? Vũ Thị Thanh Hoa 3, Nhóc Vô Tâm 3. Ok đấy, chính xác. Nhi Một Sự. Nhi Một Sự chúng ta sẽ hiểu là hành lý hoặc là đồ đạc. Đúng không? Thì nó mới có tính chất là ốm môi là nặng được. Vậy là hành lý này thì rất là nặng. Nặng đúng rồi, hành lý rất nặng chính xác. Tiếp tục dành một chút thời gian cho mọi người comment ba ý nghĩa của ba từ còn lại nhé. Yama, Mimi mì mì và Diori. Không có từ nào là chưa được học đúng không ạ? Chỉ là chúng ta có nhớ hay không thôi. Các bạn đã comment được ý nghĩa là gì nhỉ? Núi, tai và món ăn, rất tốt ạ. Yama núi đúng không? núi nặng à? không nói như thế đúng không? núi cao chẳng hạn hay núi núi to đi, đúng không? chứ mình không có nói núi nặng bởi vì là mình làm sao mà cân đo đong đếm được? mimi mimi là cái gì nhỉ mimi là tai đúng không? mimi còn cuối cùng d.o.d các bạn biết rồi, d.o.d là món ăn chính xác. vậy là không đánh đố không đánh lừa được mình câu này đúng không? ok cảm ơn bạn Ngọc Mai, bạn Nguyên Đoàn, Nguyễn Hai, các bạn cũng đã comment được ý nghĩa của ba phần án còn lại rất tốt rất chính xác. Ok, chúng ta kêu một chút nhé. À, ở đây thì không biết là có bạn nào đang muốn hướng tới kỳ thi sắp tới không? GPT tháng 7 thì còn một tháng nữa rất là nhanh rồi đúng không? Còn tháng 12 bạn nào mà đang có à, dự định muốn đăng ký thi và muốn đỗ kỳ thi tháng 12 thì mọi người có thể tham khảo lớp học này của Dũng Mori nhé. À, tên lớp là lớp mất gốc đọc ôn N5 và N4 sẽ giúp cho mọi người có thể um, hệ thống được và củng cố lại toàn bộ kiến thức nền cơ bản. Thứ hai là nắm vững kiến thức lên trình độ tiếp theo hình thức học là sẽ học qua zoom đó, mọi người đều học à, đều biết phương à, phương pháp học online rồi đúng không zoom sĩ số là tối đa 20 người thôi nên các bạn yên tâm nhé không quá đông đâu ạ tiếp theo thời gian học là khung giờ 19 tới 21 giờ Việt Nam các tối 246 hoặc là 357 các bạn có thể tùy chọn vào cái uh, khung thời gian biểu của mình Học phí thì là 2 triệu đồng Tuy nhiên nếu mà các bạn đăng ký sớm Thì sẽ được giảm nhá Chỉ còn có 1 triệu 500 nghìn đồng thôi Thì các bạn cũng có thể tham khảo xem sao ạ Và nếu mà các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết gì hơn Thì có thể là uh, EB trực tiếp cho kênh fanpage của Dũng Mori Thì sẽ được các bạn tư vấn viên hỗ trợ nhiệt tình hơn ạ

鈴木さんの部屋はあの何々の3階です。はいレストラン、テーブル、アパート、バクラーエアコン。うん、そうなの鈴木さんの部屋はあの何々の3階です。はい。もう一個、その人はトムさん、そば。オーケーオーケー。トムさん、そば。ちゃん、リンさん、そば。おい chắc là bài này thì không khổ đâu nhỉ <cười> <Hi>. <cười> các bạn trong số nào ạ và có nghĩa là gì nhỉ số ba có nghĩa là gì sản số ba hoa sản số 2 ok ok số 2 ừ. hoa sản vũ thị thanh hoa sản số 2 phạm hoa sản số bốn số 2, số bốn có nghĩa là gì nhỉ <laughs> table e aircon là gì hiếu sản số ba sản số ba ソバモンゲウテンインギアニャはいウフォンさんフォンアインスズキオタンバークはカンホッキヤオケチュンクウーティンガンさんチュンクチュンクチョンテネラジーデューハーヒニャーハンはいニャーハンカイバンテーブルカイバンですね,いいですねはいデ、ねはい、ュファーエアコンですロイいいですね答えは はい。アパートです。アパート。アパートコンゲラカンホ、ハイラチュンクニャ。はい。鈴木さんの部屋は、あのアパートの3階です。フォンクはアイン、ハイラチフォンクはアイン、鈴木、ラオ、タンバークはチュンクキャ。はい。チュンクーロそうですね。はい。レストランはニャーハン。テーブルラカイバン。バンですね。エアコン、リューホア。リューホアの3階はないですね。 はい。で、ときにゃ、おげちゅんたこ、こうない,い。スミスさんはいつも何々勉強しています。スミスさんはいつも何々勉強しています。はい。スミスさん、うん。ルナオクン、ほくにゅてな。大事に、大切に、熱心に、ほくら、まっすぐに、 Anh Smith học như thế nào đấy mọi người ơi Quy sản số 3 Nhung sản số 3 Ok, Nessie ni có nghĩa là gì ạ? À? Vũ ti thanh hoa sang số 3 Cherry trang sản số 3 Trần Linh sản số 3 nếu mà có tuổi răng Các bạn dịch câu này nhá Hai... Phong hoa sản số 3 Tâm sản số 3 này Số 3 là Nessie Nessie ni có nghĩa là ンテンベテニューてィーオッケーバーコンバートゥバートゥキアクこコニらずいなナウンジェナさんソーバ、はい、いいですねみなさん三番ですね、はい、そうです答えは三番ですラ、はい、パンドゥンラそばネシ熱心にシンニコニッティンズンさんそうですね、はい アインスミス、ルクナウクンホクニッティング。はい。ネッティーマッチャムチー。はい。そうですね。はい、アインスミス、ルクナウクンホクチャムチー。あールクナウクンホクニッティング。熱心に勉強しています。はい。このソモはソハイ、ソハイ大切にこげらクワンチョン。ザクワンチョン。大事ですね。はい。ソモ、大事、大事クンラクンコゲラクワンチョン。ホイチョン。 今、はい、はい、からい,てほうほい、かくい,いははンンーー、はい、ほい、はい、はい、はい、はってい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はもすい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はーはい、はクワンチョンコン大事にていら、ンい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、い、い、い、はい、はい、はい、 xe ô tô, điện thoại hay là cái gì nhỉ, máy tính này có cái gì mà giá trị cao ấy Nên là nếu mà mình mất cái đấy thì rất phí lắm Nên là lúc ừ, như thế này thì người nhà có xu hướng sử dụng đại diện Với lại ví dụ là JLPT rất quan trọng nhỉ Hai. Nếu mà đổ JLPT thì có thể cuộc sống của mình sẽ tốt lên Có thể đi Nhật 例えば、アインフォン、デンコクソンコアミ n トンライ。はい。は、ル配送、うんはい、大事に。これは確認を持っていいこう、まっすぐにティラタン。まっすぐ行きますら、D ィタン。はい。いいですか、皆さん。はい。そうですね。ハワさん、ニムトムトどこですかあ、ね、ににあ、ネあムトそうですね。 にゅんとくちょんてんにゃら、ご書いとにゅうない。まじめ、らにゅんとく。はい。ほくにゅんとく。まじめに勉強する。ですね。はい。ごてぴたるにゃ。はい。とはん、ひらがなにゃ。<laughs> 私には、将来、歌手になるという、〜何々があります。私には、将来、将来、こんげらずにゃ将来、 歌手になるという、何々があります。景色、夢、思い出、ファクラ、ファハイラ、セワ。はい。ワンさん、そうはい。クイさん、そうはい。ニューンさん、そうはい。そうはい、こんげら。夢、こんげら。夢、なんですか僕も、はい。ニャンさん、僕も。ファン、はい。ハさん、そうはい。はい。この、バーカイトカッティさはこんげらずや。 チャン・リンさん、そうはい。マイ・ワンさん、そうはい。はい。ズームさん、そうはい。OK。ヒヨさん、そうはい。この文の意味は何ですかか、こうない、こうねらずや。こう、言うてな。クイさん、いいですね。トイコ・オザクも超タインかし。はい。トイコ・ボクも超タイン、超タインかし。そうですね。将来、歌手になりたいです。なりたいです。 なります。有名ですね。はい。僕もどうぞや。たぶんどんな有名にゃ？有名があります。こう僕もこうざくも。はい。このそもらずや。景色。このバトカティラこのげらこのげらずや。このげる言うてな。フォンユンさんといこうざくもらどんな生活を楽しいですか？どうぞや。 フォンカイン。クイさんそうですね。景色はフォンカインです。思い出は思い出らきにん。家族との思い出。きにんくんざりん。はい。世話。はい。おじいさんの世話をします。お父さんの世話をします。世話、チャムソクですね。チャムソク。はい。チャムソクザーリン。チャムソク海藩。そうですね。はい。いいですか次です。 はい、<laughs> 去年買ったテレビを弟,弟が何々しまいました、はい。去年買ったテレビを弟が何々しまいました。はい、皆さん何ですか <laughs> ちょんそうなのい運んで払って壊して破って。いクイさんんちょんそば Okay. Câu này có cái đoạn shimaimashita này. Ngữ pháp này có nghĩa là kiểu cảm giác, cảm xúc hối hận. À, cảm xúc hối hận đi. Nên là chúng ta thường sử dụng khi mà có chuyện gì đó chuyện gì đó xảy ra, chuyện gì tiêu uh, cực ấy, tiêu cực hay là bất ngờ thì chúng ta mới sử dụng shimaimashita. Nguyễn Khánh Sản số 3 Hai, Taules làm hư làm hư hay Làm hư là số so nào ạ? À? Giang Nguyễn sản số 2 Hà à. Ok ok Chẳng lý sản số so ba. Bảo khuê sản số so 3 Phong nhu sản ý Cái TV tôi mua năm ngoái đã bị em trai làm hồng <laughs> Hai, Em trai tôi đã làm hồng cái TV mà mua năm ngoái mất rồi Hai, Số so ba hồng さんいいですねはいそうです答えは壊して壊してしまいましたランホンまずいはいエムチャイクはトイダーランホンランホンカイジー、まあ、TV、まあ、ト,イートイハイラニャー,ダ,ー,ー、はい、ダメですねはいこのソーハイソーハイ払ってら払いますらジ払いますらチャティンお金を払います Năm ngoái đã mua rồi nên là bây giờ em trai không cần trả tiền đúng không ạ? Nên là số 2 là không đúng nhé Còn số 4 là Yabutte Yaburemasu Hai Yaburemas là bị rách Bị rách Ví dụ là áo này Áo hay là túi là giấy Cái gì mà vải mềm ấy Nhưng mà TV thì là không nói nhiều Yaburemasu Không bị rách đúng không ạ? Nên là số 4 cũng không đúng はい。今のも運んでら、チュエン。チュエン,ンね。はい。チュエンさんチネウマコウナイコウボイカインニューラ弟が友達のうちに運んでしまいました。ネウマコウボイカインニューテイ。これら、ほべら、エムチャイクはトイダンにーカイクワイズニューマ mang tiêu TV và chuyển sang nhà khác, nhà của bạn. Thế thì nếu mà có bối cảnh như thế thì ở đây có rõ ràng là cảm giác tiêu cực, cảm giác kiểu như là hối tiếc ấy. Nên là sử dụng hakon de hakobimas vẫn hợp lý. Nhưng mà riêng câu bài này thì không có bối cảnh như vậy. Nên là chúng ta sử dụng kwashimas làm hồng, nó tự nhiên hơn. Hi. Mọi người có hiểu không ạ? 難しいですかはい。ウェンハインさん TV モイムワなんもイダービたんタン,タンエムチャイそうですねたんエムガマロイはい次ですねコナイトワン中半ニョホホイザイニョ OKOK 私私は毎朝天気予報を見て駅まで自転車で行くかバスで行く 何決めますはい私は毎朝天気予報を見て駅まで自転車で行くかバスで行く何々決めますはい毎朝何ですか毎朝お書けないですね毎朝はもいもいさんもいぼおいさんはい今回は帰ら天気予報天気予報ラズヤ 天気予報天気予報はテレビですね。テレビで、今日の夜は雨が降るでしょう。今日の明日の朝は雷さん、雷があるでしょう。じゃん、はい、何ですか、天気予報は。はい。ヘプさん、はい。ヘプさんは、そ、え、ば、ー、か、これですか、はい。バスで行くか決めます。 Thiên kia hoặc là dự báo thời tiết nhé. Dự báo thời tiết Hai. Mỗi buổi sáng tôi xem Dự báo thời tiết và Ở đây có kimemasu này Kimemasu quyết định Tôi quyết định cái gì ạ? Tôi quyết định Đi đến ga tàu Ga tàu bằng gì? Ở đây có chỗ từ đê này Đê này Đê này đây này không có ý nghĩa là vị trí nhé. Đê này có nghĩa là phương pháp Đi bằng gì? Hải đi xe đập hay là đi xe buýt hay. hoặc là hoặc là thì chúng ta sử dụng Ở đây chúng ta có thể chúng ta có thể vào từ vựng nào ô tô ca hay là ga này phong hòa sản số 3 hay phong nhân sản chỉ cả câu này luôn mỗi sáng mỗi sáng tôi xem dự báo thời tiết rồi quyết định sẽ đến nhà ga bằng xe đập hay xe buýt hay. xe bus rồi はいそうですね自転車で行くかバスで行くかファックラー入ら、はい、その時は「か」を使います、はい、いいですかてプテおにゃはいお大工 A さんば B さんない A さんばおらこのカレーは辛いですね、はい、辛いですねそんな B さんちゃろいらえそうですか私 何々辛くないですよ、はい。このカレーは辛いですね。辛いですねらビーゼー。フォンビニューテナウ。コファインゴンフォはゴッ。チュワ。辛いはどんな意味ですか <laughs> クイさん。ゴクイさん。そうも。カイサンさん。そうはい。ニーはニュンさん。そうはい。 はい、クイさん、カイ、そうですね。彼はカイ。はい、彼はカーリーですね。カイカーリーない。カイコアニョ、カイランニョ。え、そうですかんワイハテア私、辛くないですよ。何ですかここは。トムさん、カイ、そうですね。ヒエンさん、そうも。<laughs> はい。実行内容、こんらずや。 どういう問ことどういうこととてにゃらトムさん、そうはい。はい。ティムさん、そうはい。いいですね。はい、そうです。2は、私には辛くないですよ。どういうことといて、本会藩。はい。2は、こんにゃどういうことビズラ、バイナイ。どういうこととてにゃらこの問題は、私には難しいです。 はい。Voytui っていうない方向は、私には難しいです。ちゃんはん、いいですか皆さん。はい。どいいといほんかいだういう Voytui 本会だそうですね。はい。はい、次です。こないくん、ほいざいに <laughs> うちの犬が全然ご飯を何々ですが、どこが悪いんでしょうかうちの犬、らこんちょくわにゃとい。全然ほんとはん。 どこが悪いんでしょうか、はい、うちの犬が全然ご飯を何々んですが、どこが悪いんでしょうか一番、食べたがらない、はいら。食べたくない。食べるしかない。ら食べるかもしれない。そうならどうに思いんがよい。ウェンカインさん。 バンカイニュンといティ本会そうですね <laughs> はいアンさん、チョそうも食べたがらないいいですね、こんやらドムさん、そうはいおそう、はいオッケーオッケー食べたくないエプサン、ソはいクイんそうはいファントエンさん、2番、そうはいですねはい <c oughs> ディさん、ほんまワンホントンほんほホンワそラ、はい、ソハイホワさんお、ちょんそモだ 食べるかもしれない。もう一度、ハクリオリオン、ドゥビニョン。そんなら、どんよ。ヒヨさん、そーはい、OK。ちょっと難しいかな。チェリーさん、ソハイチェリーちゃん,ん、そーはい。ヒ、ね、ヨさん、ソハイファムホさん、ソボン。OK。はい。ただ、なだ、ただんん、ドゥンラーモむぐや。食べたがらない。ただ、ほんファイラソハイい。

Yên là con chó nên là thậm chí không phải là con người Nên là chúng ta thật là không biết được con chó nó đang nghĩ gì, nó đang cảm thấy gì Chúng ta chỉ có thể quan sát và suy đoán nó đang cảm thấy gì đúng không? Chỉ có thể suy đoán thôi, nha, đoán thôi Nên là lúc như thế thì cho chủ ngữ ngôi thứ ba thì chúng ta sử dụng gara này hay tabe ta tagaru là thích hay là muốn cái gì đó たがらないてて、あほんていはらほんもんらんかいぜいよ。はい。たべたがらない。うちの犬が全然ご飯を食べたがらないんですが、どこが悪いんでしょうか。こんちょこはにゃとい、ほんとんぜんぜん。ほんげらほんとんはらほんちょな。ほんもんあんかんちょな。のびさうぞいにせ先生おい、ちゃくらこうない。のいぼいばくしー、でかん、はい、りかんぞい。このそば、 食べるしかない。今日らダインファイ。ダインファイアン。しかない。ダインファイ、はい。地ーコテアンマ、ホンルワンチョン食べるしかない。コンソーボン、食べるかもしれない。はい。これこれかもしれない。はい、コーレーラー。コーレーラ全然。ちゃんと全然。なんな hay, này, hay. cái này cho một câu cùng lúc nhé. Hay. Ý nhỉ. Tiếp theo nhé. Min san wa nani nani, nani, nani. Hay. Bài này chúng ta phải sắp xếp thứ tự này. mọi người hãy hãy trả lời thứ tự nhé. Ví dụ là một hai ba bốn. Ví dụ ví dụ tôi một hai ba bốn như thế này. Mọi người comment nhé. Hay. クイさん、はいもバーボンはい。ティムさん、こういばい、合、在籍、ライドコン先生、あ、オケーオケ、ーすいません、ちょっとわ難しいですね。はい。ただ、キー、キーのいノイヴェ、バンタン、トイホンモーム、アンティー、チョンター、コテノイ、食べたくない、ニューマ、ダイラ、コンチョークはトイ、ホンファイラん、ま、バンタンマ、キー、ニューラ、ゴーイトゥバーのホは、で、ラ、チョンターファイス、キ,キーマ、ノイヴェ、グイカッハイラ、ゴーイトゥバー、カッ だンチョーない。ラホンファイラバンタンルホンティティチュンタスーズがたがるはいたがらない。わかりますかはい。コヘホンマ。ゲミンテプタはい。これですね。ミンさんは何々が楽しいと言いました。ミンさんばばはカイズイラ・ブイライ。カイズイラ・ブイラン。グイさん、ハイモ・バーボン。ヘプさん、ハイモ・バーボン。はい。 クイさん、みんなのら、ノイラみんな、バーラー。ほっかんじいざ、ザ、ヴ <laughs> ィいいですね。はい。おらいこ、ティントゥ、たのしいない。ねんら、ファイコーがおらい。は、ザイントゥ、おらいない。ザイントゥ。おらいこ、はいかい、ザイントゥない。漢字は、勉強。ザイントゥなおでんらいない。はい。ひえうさん、はいも、バーボン。いいですね。 はい他の人はどうですか。<laughs> まあこれは簡単ですね難しくないですね。はいおだいこはそば勉強にゃ勉強が楽しい。サスペプトゥトゥドゥンラハイモバーボンはいひさんいいですねくいさんもいいですねはい民さんは漢字の勉強が楽しいと言いましたはい漢字の勉強ですね。 漢字の勉強が楽しいと言いました。勉強は数百億トは漢字は中半ない。チョンは数百億トッ漢字にまぁ、あ、もう一回言えば、チョ年生単位の漢字の勉強が楽しい。はい、いいですかアインさん、ハイモ、バーボン、そうですね。OK。

B2BN ラムジーね。はい、ノーラバーンデー。はい、いいですか <c oughs> 皆さん、答えてくださいね。もう一度コメントや、ね。v o t i g さん、はい、ボンバーも。クイさん、んは、はい、ボンバーも。はい、いいですかもう一サブセプ入手なのはい。 hiểu rằng ô ba bốn hai nhưng mà xóa rồi hai bốn ba một ok ok so giang sang hai bốn ba một ok ở đây có chốt từ e này Chốt từ e thì có nghĩa là phương hướng hay là cái gì nữa? điểm tới đúng không ạ thì ở đây có danh từ thô sơ này thô là một danh từ biểu thị là chỗ hay là nơi nên là chúng ta để e ở đây là hợp lý thô e おらいこ借ります。借ります、こんげらずや。かぎます。借ります。ら、む。はい。ペンを借ります。ちょんたむ。ぶ。はい。で、おらいこう、にいない。ねな、ねうま、ちょんたれかりにおらえ。かりにいきます。て、おらいちょんたこて、たいら、こうちょくむふにいきます。にいきます、こんげら。で、らむぜいろ。はい。 ビズ食べに行きますら。らディアン。髪を切りに行きます。リカットくない。はい。デ <laughs> ィアインスミスダーディートゥヴィビエン。むっかいぜや。むっかいぜ。ら、サイドの本は。おだいご本。図書館へ本を借りに行きました。ニューバイバイない。コテサブセットドンラー。ーハイボンバーモ。あ、みなさんいいですね。はい。 mọi người trả lời như giống nhau rất tốt luôn hai bốn ba một quý sản đã đi đến thư viện thư viện một sách số ok tiếp theo đây là câu cuối cùng nhá câu cuối cùng hôm nay nhá ở đây lại có hai người này đi xa và Yoko. hai cái đều là tên của phụ nữ này bạn đi xa bảo là Kyo no gogo wa eiga o nani nani ikimasen よこちゃろいら、ええ、そうしましょう。はい。ひんにゅうらリサダンズう、りさだんず、よこ、りぐんかいずいろえ。はい。わかりますか、みなさん。まいないこと、え、さっせにうてなおにょ。今日の午後、知恵ない。だから、映画。映画、フィーンにょ。フィーン。 今日の午後は知恵うない。りセンフィーム、ソン、ラー。ラム,カイズイテム、かいずい、てむ、あにょ。よこ、ちゃあ、ロイラええー、そうしましょう。うう,う、てり、てり。はい。はい、いいですかヘプさん、ちゃあ、ロイラはい、ぼんも、ばはい、ぼんも、ばそうですか他の人、どうですかフえンリンさんかな バーハイボンモバーハイボンモああオッケーオッケートゥエンさんトゥエンさんゾンーントゥトゥエンさんかなバーハイボンモジャンさんバーハイボンモああバーハイボンモだオッケーオッケーいいですねはインさんバーハイボンモトゥアンダッツさんくんはバーハイボンモはい <laughs> ベゾビンヒエティ、ダパンドゥンニャ、ダパンドゥンラ、バーハイボモン、はい。そうですね、皆さんいいですね、バーハイボモン、はい。今日の午後は映画を、映画を見て、それから喫茶店へ行きましょう。はい。おら、ちょっとえない。ちょんたくてえでおらい。え、行きませんかザイントゥー、え、行きませんかザイントゥーラ。 にもうちょう、はい、らのいない。ぬい、おらいこ、喫茶店、ラクワンカフェない,、はい。喫茶店、喫茶店へ行きませんかおらいこ、映画、フィームない。で、テティ、ドントゥーない、ハイリーボーイ、映画、ら、みます、ルフォーます。おらいこ、見て、今日の午後、映画を見て、それから、こんサウド、はい。それから、

はい、ニ先生。はい、皆さん、この文を見てください。はい。これが今日の言葉です。だいら、こう、こういう文句は本来にゃはい。一つドアが閉まると、別のドアが開く、開くですね。はい。すみません、違いますね。別のドアが開く。はい。今、校内、こんにゃらずや。もう一回、ここに入ってくださ một cánh cửa đóng lại đúng không ạ thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra đây là một câu cũng rất là hay trong uh, tiếng Việt của mình đúng không nào? Ok Hay Rồi, khi một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra và Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia live stream ngày hôm nay cùng với Dũng đi Và mọi người nhớ lưu lại lịch nhé Trong tuần này tất cả các thứ 2, 3, 4, 5, 6 thì đều có các live stream ở tất cả các cấp độ はい、今日はこれで終わりました。皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、また。お昼ご飯食べてくださいね。はい,はい。ありがとうございました。お疲れ様。お疲れ様です。